ngày 27, Đức Mẹ Sự Sống, Provence, Pháp. Đức Maria có một nữ tính tuyệt hảo. Như chúng ta biết, mẹ luôn luôn ở bên đúng lúc, đúng lời, đúng việc và hiểu đúng. Mẹ luôn luôn sẵn sàng trợ giúp. Xin hãy nên trọn nơi tôi như lời Ngài truyền. Mẹ đã bọc chú Hài Nhi trong khăn tả. Mẹ đã tìm được người trong đền thờ. Mẹ đã dẫn ra cô dâu chú rể không còn rượu. Mẹ đã ân cần theo bước Chúa trong sứ vụ công khai của người. Mẹ đã đứng bên cạnh người cho đến cùng với tấm lòng cảm thông sâu sắc nhất. Mẹ đã chăm sóc giáo hội non trẻ như mẹ đã chăm sóc cho Hài Nhi Giê-xu. Ngày nay chúng ta lại chẳng cần những phụ nữ đầy nữ tính như thế giữa chúng ta hay sao? Đức bà như hoa hường màu nhiệm vậy, cầu cho chúng con. Conrad Louis, OSB.